lại tính sao đây. Đây là cả nhà và thành phẩm của mấy chị em đi bắt xà lông nè. Bây giờ đã nướng xong và rất là ngon. Mấy hành, phộng, ngồi thẳng ăn nha. Thật ra mình nó bắt ở dưới biển đó nó ăn rất là ngon, rất là ngọt. Ngon, trời ngon quá trời luôn á. Trời ơi, quá trời ngon luôn. Một người ăn một dĩa gì đó hả? Trời ăn hết dĩa này chịu nổi trời. Trời đẹp mà ăn nhiều quá vậy. Trời thanh chiều nhiều. Có sức mặt dân quay, dạ Minh là đây. Ca sĩ mà ăn quá à, ăn mình dĩa luôn á. Ca sĩ ăn nhiều quá là tiếng là bị tắt thì sao? Ăn nhiều cho nó ngon. Cái. Có tắt tiếng đúng không? Mới bắt lên mà nướng bỏ mấy hành đậu phộng công nhận rất là ngon nha cả nhà. Nè phải có đậu phộng gì nó mới thơm mới ngon nè. Mà này không nguội, cái này nóng chút nữa. Chứ nó mặn không vui thêm. Anh Bình, nó có mặt anh còn nửa mặt hả? Quay phần nửa thôi, quay nguyên mặt. Ăn vui chấm đầu ăn vậy nó mới vui. Dành nhau ăn nè. Ngon quá. Bắt tay nó giả cái tay vậy. Vô rồi, cái lựu đó anh Phú, đủ mạnh luôn. Cái lựu đó rồi làm miếng này luôn đi. Bước hết luôn đi. Chai đâu mà để nó có bậy vô. Đang kiếm người nó bậy. Ở đây làm bá đi. Anh không có chai rượu đâu. Ủa cái này chai rượu đó rồi. Đó thấy không? Mình lấy giùm em cái chai rượu Hennessy anh Bình. Đó, giữ. Ai cho chai rượu mình tức ơi. Cho chai rượu Hennessy giùm em đi. Em đang quay phim đừng có giỏ giỏ nó mệt quá trời. Đây nè. Đây nè, thấy khổ vô chưa? Đâu có bây giờ phải uống luôn nó mới tin. Uống luôn mới tin luôn à. Đây là mở rồi. Rồi, nè. Có luôn. Uống rượu say quá à. Chắc say quá à. Cái chai này là bị hư á. Hennessy mà giờ Ngọc Thảo uống bằng một chén rượu này luôn á, hôm nay uống lại Ngọc Thảo cho nó thiệt luôn á. Cao thủ ha. Chén rượu luôn đó nha, không biết rồi. Vừa đẹp vừa hát hay, vừa uống rượu giỏi vừa ăn giỏi luôn. Trời ơi. Chết rồi. Ôi cái này là bãi bột luôn á, trời ơi quất chén luôn. Quá dữ. Thôi. Mình ăn cái này. Trời ơi. Không. Bên kia livestream mình đang hứng lên biết sao không? Còn nửa chén rượu mạnh luôn, cô Thảo. Trời ơi. Luôn. Yeah. Chú Bình. Hai muốn lại coi. Mấy phim lên YouTube cho em không? Quấn vô, bình tưởng tao nhấp để live stream bây giờ làm cái. Hôm nay anh nói xong hồi nãy giờ đó. Ủa đây kia mà đông ơi, nãy giờ nhắm tóc coi. Em quay rồi, em phải sửa lại nó. Mắt mấy chị mắt mà tới giờ. Mới ra tay hả? Đi xa chút gần đâu không có xà lông đâu, toàn xà huyết không à. Ôi, con Thảo giỏi ghê chưa, một rõ em bắt xà lông nhiều rồi. Đây, phụ nữ giỏi nhất nha. Phụ nữ đảm ghê, con Thảo giỏi quá. Nhiều chưa? Đó, thấy giỏi hơn mấy chị kìa. Ít ra phải dạy ai như bà Hậu. Hậu bắt Hậu con. Không không một nè. Rồi. Thanh kìa. Dạ. Bỏ cái giày giỏi không? Giỏi lắm chị, nó giỏi lắm. Mặt của mình đổ vô mà. Chị Hậu về rồi. Có chị Hậu bắt salon nè. Về rồi, nhưng mà chỉ được có một con thôi. Trời ơi, bắt salon mà đem cái giỏ như vậy. Chỉ đủ một mình Út Hậu ăn thôi. Không cho ai ăn. Trời ơi, cái con này không phải con salon. Con này dạ. Con này là con chim chép. Ông này ông làm mày hay quá. Đấy.
Đúng rồi. À, nhưng mà nó bị đứt. Vậy hả? Wow, và bây giờ thì bà xã anh Bình đang nướng xà lông nha cả nhà. Đang nướng với lại hấp. Xà lông nhiều quá ăn đâu có hết đâu. Chút nữa mình lấy mỡ hành mình bỏ vô hả chị? Mỡ hành bỏ vô đó. Dạ. Chín rồi. Ủa con xà lông nó to quá chị ha. Nó mặt ghê luôn á. Tại mình nó chín hết trang nè. Mặt tù lù à. Chín hết trang nè. Thơm. Chị chín quá là nó dai nhát rồi. Thấy ba khô mặt rồi hả ba? Để có xà lông ăn rồi kìa. Có xà lông ăn rồi mọi người ơi. Cho bạn có 2, 4 dĩa rưỡi. Thôi, anh hai đâu là bắt được con nào đâu cho anh hai ăn. Nãy không chịu nó bắt con nào mà giờ đòi ăn 4 dĩa rưỡi. Ô cái này dở ra được rồi. Chị mình quá ngon luôn. Rồi, dĩa xà lông rất là ngon. Rồi, lụm vô, cái này dạ. Đó hết rồi mình. Đó được không? Luộc bởi nước lại hả? Em. Luộc bởi nước lại vậy. Dạ. Xà lông này 18 nè, phải không? 18 là sao? Wow, con xà lông này sao nó ấy vậy anh Bình? Nó mới lớn 18 tuổi nó vậy đó. Vậy hả? Con này 30 nè, con này 30 teo lại chứ. Con này con nó mặc lô luôn á. À, thấy không con này con mấy nó mập lắm rồi. Dạ. Wow, nước hết trong. Trời ơi đi biển mà bạn quần dài lắm nội tôi ơi khổ quá đổ á đổ nha đổ đổ đây cái chuyền chuyền vô còn nữa ha thúc thúc cái chuyền vô bước lại xuống đây không cho đâu chút nữa tắm luôn coi chừng coi chừng đạp xà lông đứt giò nghe mấy chị không có đâu có vô tinh đầu nhẫn là đi đến đâu đạp xà lông đến đó đứt giò lắm đó chém chém nó mù dưới đây trời kìa nước mát quá chị người đẹp người đẹp xách đồ xuống lấy đi. Mát mát. U da muốn tắm ghê luôn á nha. Cái cảm giác này cảm giác ở Việt Nam nè, cảm giác Việt Nam muốn tắm ghê luôn á. Không lại đi. Ê, em có dép rồi. Trời, rồi. Bỏ vậy tự nhiên. Em đau khổ. Dạ, xanh. Nè, nè, con này con gì nè thả nó cắn không? Con ốc, con ốc. Không. Nè, ốc len á. Ốc len hả? Đấy mẹ em thì sao? Chưa nè. Giờ mình đi bắt vòng vòng đi chứ. Còn con mấy cái này là gì nè? Ý con xà lông nè, con xà lông nè. Bắt xà lông chị, bắt xà lông coi thử coi. Dẹp bớt cái này lên đi. Bưng lên đã. Chị Hảo. Ôi, nước nó trong veo nha cả nhà. Trong veo luôn á. Đâu, chút nữa mới bắt đằng kia. Phải không? Rồi, bây giờ mình đi vòng rồi. Từ chị ba, mình giả bộ mình đổ xuống chỗ này luôn.
quá. Con ốc len này nó bự quá hả? Mập ú luôn. Mỗi người cầm cái rổ nha. Một chút, chút nữa, chút nữa em cho Thi bắt bắt sò lông. Đây 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 có một con sò lông đây. Cái nhà nhìn ốc len bự chứ nè. Ủa sao cái người bắt em không quay cái mặt gì hết vậy hả? Sao quay cái mặt vậy hả? Cái công của chị bắt phải quay cái mặt. Nào quay cái mặt quay. Chưa nó cái mặt. Rồi đây. Phải quay cái mặt. Quá là một mớ ốc len. Bây giờ bị bắt nhóc trường người ta không? Nè. Em bắt nhầm đây. Tại biết bắt đâu. Bắt thì là bắt sò lông đàng hoàng chứ không phải bắt cái quần què nha. Ông ơi. Quá trời này em mà chị đưa bắt. Em cái gì em bắt cũng lẹ hết. Ủa, mình phải mò mò cái tay như thế này cái cây. Quá trời chỗ này là thả quay đây là thả. Ủa sao chị Văn bà hay gì ta, bà bắt được nhiều mà em bắt em không thấy. Chị có số xác xác ghê quá vậy, xác sò xác chai coi có số xác quá anh này này phải mò mò cái tay xuống nè sò lông quá quá thì trời đó, không, em thích ăn con này, em thích ăn con này cho nên em phải bắt con này như rồng rêu nè. Chết, chiếc dép chơi rồi, lẹ lên, rồi xong luôn. Sò lông không thấy mà thấy còn có chiếc dép đem về. À được rồi. Nè, lần đầu tiên trong đời Ngọc Thảo thấy luôn, thấy thương chưa? Qua mà nó thấy Ngọc Thảo đi lại cái là nó chạy đi. Wow. Con giả chàng lần đầu tiên mới thấy trong đời luôn á nha. Mà nó làm gì mà nó quấn lên một đống vậy trời. Ủa chị con giả chàng đi mình ăn được không? Đi nè. Wow, nó thấy mình đi ra nó chạy chân tội chưa? Nó giống con cua quá hả, mà không phải là con cua. Ngọc Thảo cố gắng qua cái chỗ bầy chim nó thử nha. Thử qua được không, tại vì nước nó hơi lớn. Ủa mà sao hình như nó rung dữ vậy hả? Chỗ kia nước lớn như vậy mà sao qua được. Để đó đi. Ủa em chụp hình mà sao kỳ.